Hello anh em nhá, thì mình đây. Thì hôm nay mình sẽ lại làm video về con Manatata này anh em nhá. Thì con này thì mình cũng rất là thích. Mình thích cái mẹo mà những cái mẹo mình hướng dẫn cho anh em ấy, thì mình thấy cái con nó đi nhiều khi nó đi rất là đẹp anh em nhá. Mình thấy nhiều khi ô mạng đơ à. Nhiều khi nó đi rất là đẹp anh em nhá. Cầm 123 bắt bắt dòng con này nhá anh em nhá. Không dày dòng cái gì. Mình sẽ cố gắng. Ôi rồi. Nó ra hổ được á. Rất là lâu nó không chỉ cầm bẹt hổ. Bắt thử hổ nhá. Mình sẽ cố gắng chơi đến khi nào mà mình lên thần bài thì mình sẽ nghỉ anh em nhá. Lên thần bài thì nghỉ, không lên thần bài thì không nghỉ anh em nhá. Cứ cố gắng chơi để lên thần bài anh em nhá. Ôi rồi ôi, à ăn luôn anh em ạ. Một mê nhá, hút luôn. Ok. Rồi, không tính tiền thắng hay thua, cứ cược. Khi nào lên thần bài thì nghỉ anh em nhá. Cứ bắt cầu bẹt anh em nhá. Mình đang dự tính là nó đang đi cầu đẹp rất là so rồi. Cho nên là chắc là nó sẽ đi cầu bẹt anh em nhá. Cứ cược thôi. Ôi rồi ôi, vào này thì bay chát anh em ạ. 43 mà mình bị thua mất rồi anh em ơi. Nó có phải cầu lùi không nhỉ? Nhưng mà mình nghĩ là chắc là nó sẽ không lùi mái đâu anh em ạ. Nó không bao giờ lùi mái đâu. Đấy. Mình chưa là mình tự tin mình vào rất là lớn anh em nhá. Mình vào rất là lớn. Chín mê luôn anh em ạ. Sợ gì. Game sẽ có thắng thôi mà. Đấy. Hút luôn nhá. Chín mê môn nhá. Hút luôn rồi. Không sợ thua anh em nhá. Chơi game là anh cứ chơi tự tin như mình là cũng sẽ có ăn thôi anh em nhá. Không sao cả. Rồi. Vào nhỏ đi nhá. Đấy. Tại vì mình đang dự tính là nó sẽ về cầu cầu tách. Cho nên mà ván này mình cược 1m8 như này là chuẩn anh em nhá. Ôi rồi. Đi cầu mới rồi. Thế trong phòng này mình có tiền nhiều nhất à? Mình là đại gia anh em nhá. Anh sẽ đây mình là đại gia nhá. Đại gia. Mình sẽ áp dụng cái thuật toán mà mình tính cái số hai cái này vào nhau. Mình bắt nhá. Bây giờ nó đi cầu khắc thì mình sẽ bắt theo kiểu này. Gì? Át 10 10 10 10 12 à. 12 là số chẵn. Số chẵn mình sẽ bắt rồng anh em nhá. Con này thì mình cũng không có thời gian để set máy cho nên mà mình làm video thì mình cũng làm bình thường thôi. Đấy. Mình cũng đang dự tính nhiều cái này cái kia. Đấy cho nên mà mình làm video mình sẽ làm vốn chưa lớn nhá, mình sẽ làm nhỏ nhỏ thử cho anh em xem. 8 3 hút luôn anh em nha, chuẩn phết nhá. 8 3 rồi 11 nhá, 11 thì số lẻ rồi. Số lẻ thì bắt hổ thôi anh em nhá, bắt hổ thôi. Nói chung thì mẹo nó vẫn chỉ là mẹ anh em nhá, nó thần bài rồi anh em ạ. Mình lên thần bài rồi, 30 luôn đi. Đấy, mình lên thần bài rồi nhá. Ok, lên thần bài anh em nhá. Hy vọng là game nó không lừa mình ván này anh em nhá. 4. Ô này hòa. Chắc là mình ăn nhiều rồi, game nó không cho mình ăn anh em nhá. Mình nghĩ là thế anh em ạ. 44 là số chám. Số chám cho nên mà mình sẽ bắt rồng anh em nhá. Bắt rồng thôi anh em ạ. Muốn ăn nhiều thì phải cược lớn anh em nhá, chứ cược nhỏ là không có ăn đâu anh em ạ. 27 nhá. Hút luôn anh em ạ. Đấy, mình rất là cố gắng luôn. Vừa ăn vừa làm video anh em nhá, thông cảm qua cho mình nhá. Năm cộng 7 bằng 12 nhá. Mình sẽ bắt dùng thôi. Ô lẻ hòa. Má nhờ. Hòa. GG nó là 22 rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không cược bó này anh em nhá. Tại vì mình đang dự tính là nó sẽ đi hổ. Mình dự tính là nó sẽ đi hổ anh em nhá. Rồi. Ván này cược thì hút rồi anh em ạ. 10 cộng 9 bằng 19, 19 thì bắt hổ thôi anh em ạ. Tính toán gì nhá. Bắt hổ thôi.
mắt hổ thôi anh em nhá. 48 anh em ạ. 7 gì hút luôn. Mẹo của mình rất là hay anh em nhá. Anh em cứ áp dụng vào chơi đi. 39 mê rồi. À mình chơi từ 26 mê nhỉ. Lên 50 mê thì mới ok nhá. Ô. Hay hay lá bài vừa ra kia là lá bài gì nhỉ? Mình lại quên không xem gió nữa. Bỏ cái này nhá. Con. Rồi, bảng 25 nhá. Bảng 25 thì bắt hổ thôi anh em ạ. Bốn năm lớn thì phải cực lớn anh em ạ. 93 luôn anh em nhá. 2 4 ok, hút luôn. Đấy, anh em thấy mình chơi ok không? Rồi. Rồi, gần 50 mê nhá, gần nghỉ được anh em ạ. Ơ 2 cộng 4 à, bằng 6. 6 bắt rồng anh em nhá. Bắt rồng nhưng mà này mình sẽ bắt nhỏ dần anh em nhá. Bắt mổ mê 2 thôi. Đấy, mình cũng sợ game ấy. Sợ mình ăn nhiều ấy. À lại ăn anh em ạ, à, chuẩn phết đấy nhỉ. Sao cái mẹo của mình này mình bắt chuẩn phết nhỉ. 5 cộng át bàn 6, 6 vẫn là rồng. Mình sẽ thử không cực vào này xem nó có ra bên rồng không nhá. Anh em nên nhanh nhanh tay mà áp dụng cái mẹo của mình này đi. Ok lắm nhỉ. Nếu mình biết trước thì mình sẽ cược như này là ăn nhiều rồi anh em ạ. Xem nào có ra rồng không anh em nhá. 10. Đấy. Không cược nó vẫn ra anh em nhá. Ơ thêm mẹo của mình là hay thế nhỉ. Hay nhỉ anh em nhỉ. Mình cùng 6 bằng 16 nhá. 16 thì vẫn là số chám. Cho nên mình vẫn bắt rồng anh em nhá. Cố gắng chơi lên 50 mê là nghỉ anh em nhá. Không tham lam nữa. Mổ mê nam anh em nhá. Một mê nam, một mê nam. Một mê nam anh em ạ, à, một mê nam. Ôi dồi ôi. Ơ lại hoa. Này hoa thế này thì. Hôm nay trai đẹp trời khá kinh anh em nhỉ, kinh đấy. Không phải đùa đâu nhỉ, khá kinh đấy. Năn mê luôn đi, cho nó mẫu anh em ạ. Xấu. Ôi bên này toang rồi anh em ạ, toang rồi. Toang rồi anh em ạ. 10 cùng 6 bằng 16 nhá, cứ lại cực dùng thôi anh em ạ. Muốn ăn lớn thì phải cực lớn anh em ạ, không cực lớn thì không có ăn đâu. Đấy, hy vọng là mình có lãi anh em nhá, hy vọng là mình không bị thua. Cược khi nào hết giờ thì kệ nhá. Đấy, cứ cược khi nào nó hết giờ thì kệ thôi. 10 mê luôn anh em ạ. 9. Ôi dồi ôi, lại quy nữa kìa. Từ từ. Quy rồi, quy thì chết rồi anh em ạ. Nhưng mà vẫn phải liều anh em ạ, không liều là không có ăn đâu. Mình phải liều anh em nhá. Liều thì mới có ăn được anh em ạ. 16 mê thôi, quy. Hút luôn anh em ạ, quy hút luôn nhá. Quy hút luôn. 49 mê thôi anh em ạ. À quy cộng 4 là vẫn là số chám anh em nhỉ. Vẫn là 16 nhỉ. Đúng rồi. Thôi cược này nhỏ cho lên một mê 7 thôi. À cho lên 50 mê nghỉ anh em nhá. Không tham lam nữa anh em nhá. Đấy. Gất đôi vốn là nghỉ anh em nhá. Ôi rồi. À ăn anh em ạ. Sợ ấy. Run rồi. Rồi. Nhưng mình là nghỉ được anh em nhá. Đấy. Đủ cái mục tiêu của mình hôm nay rồi. Nghỉ anh em nhá, không than lang làm gì nữa, nghỉ nhá. Ôi giời ơi. 51 mê. Rước 25 mê anh em nhá. 25. À không, mình rước 20 mê chơi đấy anh nhá. Phải rước nhỏ hơn đấy, 20. 1, 2, 3. Ơ, lại nhầm rồi. 21, 20 mê nhá, 20. 1, 2, 3. Từ. 20 mê là... Ừ đúng mà. 20. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đúng như này mà.
Ok. Đấy, ok chưa? Rút tiền, số tiền đang thanh toán nhá. Ok. Còn 31 mê, 31 mê thì mình sẽ rút trong video sau anh em nhá. Ok, mình nghỉ ở đây nhá.